Nhào lên quốc nó. Tao nghe nói mày chửi tao trên mạng đúng không? Mày chửi tao trên mạng đúng không? Sao? Bình tĩnh gì vậy? Bình tĩnh mà. Mày đó đúng không? Mày đó đúng không? Ôi, mời quà mỗi đứa một cái. Cảm ơn anh. Rebook luôn, đảo. Rồi đi vô được rồi mọi người. Rồi tự vô. Nói một câu nói miền Nam thân thương tới các độc giả người miền Nam nào. Mát tụi bay. Rồi. Họ và tên Nguyễn Vũ Hoàng. Chúng mình Nguyễn Vũ Hoàng. Sao tự nhiên đánh ta? Nguyễn Vũ. Em nói sai, Nguyễn đã quen rồi, giờ nói đúng. Nguyễn Vũ Hoàng. Sinh nhật 15 tháng 11 năm 1996. Rồi giải thích tại sao quốc? Sinh năm 85. Không có, không có. Rồi. Chiều cao 1m77, cân nặng là 63kg. Số ra bài dòng không nhớ các bạn ơi. Chức vụ tại văn phòng miền Nam sắp tới, nêu đầy đủ họ tên, chức danh. Mới đi làm mà đâu được chức cái gì đâu. Ủa, giám đốc content hai miền, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, họp online với Hà Nội. Đúng không? Dễ thương quá, đính đánh rồi. Lũ lép là lũ lép làng, lũ lên lớp 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 gì lớp gì. Mình đầu tiên nha. Đẹp đẽ. Đẽ mị. Bắp bớt. Minh Thư. Quê Minh Thư. Cần Thơ. Cây lây, cây lây. Hoa Cải. Hải Phòng. Chi Sa Ly. Quê Châu Giang. Quảng Trị. Đúng rồi. Đúng rồi. Trong văn phòng có bao nhiêu thành viên? Người trong văn phòng có 7 thành viên. Thấy chuyện đồng nam. Máy bay vlog. Minh Thư Châu Giang nè, quậy Chi Sa Ly Hương Quýt ổ to. Hôm nay ăn gì? Tuổi quá rồi. Ai vậy? Anh biết không? 25. Ai vậy? 27. 28. 29. 30. Ai? Ai? Tôi chưa nói không? Ừ ha. Mình là fan mà mình quên mất. Đâu có thấy đường đâu. Đây qua đây, qua đây, qua đây. Ủa cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Rồi, vô đây. Trời đất ơi, kinh nết. Trời cái nết kìa, trời đất ơi. Đừng thôi anh không chơi đâu. Đừng đứt cho anh, đứt cho anh. Nó còn sống không vậy? Ủa rồi, chị nó tụt ra. Con sống không vậy? À. Chưa có gì luôn á. Cho ngửi một cái được không? Không rồi. Nếu mà đun dừa á, bật chai cái cổ ra, cái đầu ra. Yên tâm mấy con này là làm sạch hết rồi. Cái gì vậy? Ngon mà. Ngọt lắm luôn. Cái này là gì ta? Bánh lọt. Đặc sản quận 4 nha. Trời ơi, chị chỉ được lông con. Trời ơi, trời ơi. Gỏi. Gỏi gì? Bò khô. Ờ, đúng, chính xác. Cái gì vậy? Đấy chị ăn. Đấy nè. Nội tạng lòng hả? Bánh ướt lòng gà. À. Rồi trường. Thế bỏ ra. À. Ngà gỏi cuốn. À rồi, cái còn lại á. Bánh tráng cuốn. Không. Chấm lại cho anh cái cục này coi. Trời ơi. Chấm đưa bác chấm coi. Không biết à? Không biết. Bò bía. Ừ. Cái này là bò bía hả? Lần đầu ăn luôn á. Đây là nước uống mà mọi người rất là thích. Tới Sài Gòn mọi người nên uống cái này. Hai ba. Phước Bắc hả? Đường thương đông đầy ải nhân gian. Ai chưa qua chưa phải. Không, nước đắng. Còn gì nữa? Còn nè. Ừ. Nước khác. Ừ. Ừ. Ủa cái nước đó mà. Và một món cuối cùng chào đón anh vào Sài Gòn. Rồi, mở mắt ra đi anh. Đó đây. Để ô. Đặc sản khi mà là đến Sài Gòn thì mình cũng phải chào đón bằng một chiếc bánh. Một chiếc bánh.
happy birthday tiếp đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Đúng đẹp, đúng đẹp, đúng đẹp. Mọi người tốt với anh nha. Nói xạo là nến tắt ạ. Ôi quá. Rồi, và video này chính là video để chào mừng máy bay vlog đến với Team Sài Gòn. Mọi người đừng quên like, share và subscribe cho kênh nhé. Bye bye, bye, bye.